À dạ vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay bên em sẽ làm cái clip review giới thiệu cho mọi người con giải mã cao cấp Topping D70B. Đấy. Thì là đây là cái ngoại hình bên ngoài này cho mọi người xem này. Đóng hộp rất đẹp. Ở đây thì là chúng ta có mã QR. Đấy. Và website của hãng cũng như số điện thoại. Đấy. Là rất đẹp. Đây, ở đây chúng ta có cái thông số là hãng này, topping này, model D70B. D70B có nghĩa là B là Bluetooth nha, nó khác với bản thường là D70. Chứ không phải B là hạng B, hạng C đâu, hạng rẻ tiền đâu, không phải đâu. Mọi người lưu ý. Đây, D70B Black, con này màu đen. Sản xuất tại Trung Quốc. Mọi người lưu ý cho em này. Những con topping này, SMSL này, FX Audio này hoặc là Suka Audio đều là hãng Trung Quốc và hàng của Trung Quốc 100% nhé, nhưng nó là hàng nội địa, hàng có những cái model rất là cao cấp. Ví dụ như cái model này là giá là sẽ dao động vào tầm khoảng từ 12 đến 13 triệu hoặc hơn. Đấy. Thì là tại sao mà em không báo giá cụ thể, vì đây đó là cái clip review cũng như là thời điểm này giá nó khác, 1 năm nữa nó khác lên là nó rất là khó. Thì là giá thì sẽ báo lại cho mọi người trên website cũng như là ở trên cái tiêu đề. Rồi về cái ngoại hình mọi người nhá, nó khá là to đây so với con Topping D50 thì sao mà nó lại khác nhau này. Đấy. Topping D50S rồi sau đến là D70, có nghĩa là con này cao cấp hơn. Đây là tem chứng nhận Hi-Res Audio. Rồi, cùng mời mọi người xem cái ruột bên trong. Vỏ làm rất đẹp. Xốp chắc chắn. Thứ nhất là về phụ kiện này. Cho mọi người xem phụ kiện. Đây chắc là các catalog của hãng, chắc các cái sản phẩm của hãng. Đấy. Rồi. Này không có gì quan trọng lắm. Đây là sách hướng dẫn. Ba ngôn ngữ chính là tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Ấy à, to quá nhỉ. Đâu? Đây đây xem nào. Đây thông số của nó này, này. Cao nhất là được đĩa đi 512. Rồi. Phụ kiện kèm theo thì mọi người lưu ý này, có một dây nguồn này. Một cái điều khiển này. Chúng ta có tắt nguồn, bật nguồn, tắt tiếng hoặc là chọn đầu ra, đầu vào, chọn tai nghe, đây là ánh sáng, đấy, volume, rồi một cái anten Bluetooth. Đấy, tí em sẽ nói về cái Bluetooth của con này sau, rất là hay, nó khác cái D70 thường. Đây là một cái USB của Topping và có thương hiệu Topping. Đấy. Rồi, còn đây là cái chính của chúng ta hôm nay. Cầm rất là chắc chắn, nặng tay. Thôi bỏ nó ra. Đây là cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, Topping D70. Mặt trước thì nó D70 mọi người nhá. Đấy, mặt trước D70. Model thì là D70B. Vì sao? Vì là tất cả các D70 hoặc là D70B thì nó sẽ không in ở đây, sẽ nó in ở đây. D70 768 kHz và đĩa đi 512 USB DAC. Có nghĩa là cái DAC này hỗ trợ USB lên đến 768 kHz và giải mã được đĩa đi 512 cực kỳ cao nhá. Rồi, ở đằng sau, mặt sau chúng ta có hai đầu ra là
anh em gọi là can động được, hoặc là gọi là ba lăng cũng được. Rác này được mạ vàng, hãng thông báo là 24K đây. Bên cạnh nó thì chúng ta có cái rác hoa sen cũng được mạ vàng. Đấy thì chúng ta có thể là ra bằng cái đường canon lại được, hoặc là đường hoa sen này cũng được. Đấy. Ở đây chúng ta có 1 2 3 4 5 6 đầu vào. Thì mọi người lưu ý cho em là đây là cái đầu vào HDMI IIS. Đây là cái cổng quang này. Cái cổng quang nhá thì nó không phải là cái đường cao nhất của cái giải mã này. Cổng quang là chúng ta sẽ chơi từ TV. Đấy, hoặc là từ đường CD xuống cũng được. Hoặc là cái đầu Android box cũng được nhá. Tại sao nó không phải là đường cao nhất? Vì mọi người lưu ý là những cái đường cao, những cái video chúng ta xem ở trên YouTube đó, thì thường là chúng ta xem được 70p, 720p hoặc là 1080. Đấy, cao lắm thì 2K và cực cao là 4K, 4K là cao nhất rồi. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng video. Đấy. Ví dụ người ta đưa lên mà người ta ghi là DSD nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ nghe được DSD trên YouTube đâu, hoặc là lossless là không có. Đây là USB. Đây nhá, đây với là đường cao nhất của cái giải mã. Đấy. Đây với là cái mà phát huy được hết cái công năng của cái giải mã. Những cái giải mã chuyên nghiệp bắt buộc phải có USB. Còn những cái đầu MD đấy, những cái đầu MD cũ của Nhật thì nó sẽ có đường cộng quang vào và nó có thể là giải mã ra được hoa sen. Đấy. Tuy nhiên thì là những cái con đấy là nó chỉ là cái phần tích hợp thôi, nó không phải là chuyên nghiệp về giải mã. Đấy. Mọi người nhớ cho em, giải mã cao nhất phải là USB. Thì ở trên này hãng đã ghi sẵn này. USB là được 768 và DSD 512. Rồi chúng ta có một cái cổng coaxial. Coaxial là cổng đồng trục. Đồng trục là thì chúng ta cắm từ đầu CD này. Có nghĩa là đầu CD sẽ không qua giải mã của cái đầu nữa, mà là sẽ đánh chuyển tín hiệu trực tiếp về cái giải mã của con này và lấy giải mã của con này ra AV, thì gọi là dùng coaxial. Còn ở đây là cái Bluetooth. Bluetooth của cái topping D50B này là Bluetooth 5.0, sử dụng chip Qualcomm CR8675, chip rất là cao của Qualcomm. Và cơ chế nó hoạt động như thế nào? Cái Bluetooth này sẽ nhận cái tín hiệu Bluetooth về cái chip 8675, sau đó từ chip 8675 sẽ xử lý ra truyền tín hiệu qua hai chip riêng biệt của cái DAC này. Hai chip chính là AKM4497. Đấy. Sẽ ra hai cái chip đấy nhé. Và từ hai chip đấy sẽ lại ra hai kênh. Đấy, rất là cao cấp. Chip đã cao cấp rồi nhưng mà nó lại dùng hẳn hai chip. Hai chip cho ra hai kênh riêng biệt. Thế nên mới hay. Ví dụ như là điện thoại chúng ta. Điện thoại chúng ta mà cắm trực tiếp từ điện thoại vào âm ly chắc chắn sẽ không hay bằng chúng ta bắt Bluetooth vào đây và từ đây sẽ ra âm ly nha. Tại vì sao? Tại vì nó được xử lý qua cái chip, và cái chip điện thoại của chúng ta thì không thể nào mà bằng cái chip của cái giải mã chuyên nghiệp này. Con này thì ngoại hình nó bằng cái sơn sần cát này, chứ nó lại không làm, nó bằng nhôm đấy, nhưng mà nhôm sần cát, xà nó cũng mát tay, nó không để lại dấu vân tay, khá hay, cầm rất là chắc chắn mọi người. Chiều ngang của nó khoảng tầm 25 phân, và chiều này nó khoảng 18 phân, chiều sâu khoảng 18 phân. Mặt sau chúng ta thì nó đơn giản này thôi, không có gì cả. Cái này thì nó lại không có cổng quang đi kèm. Thì chúng ta bắt buộc phải mua thôi, hoặc là
Mua thì bên hãng, bên bên shop người ta sẽ tặng thôi. Không có gì cả. Rồi, cái video clip review về cái sản phẩm Topping D70B của HD Audio đến đây là kết thúc. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của HD Audio. Xin cảm ơn tất cả mọi người.